một cách tự vệ cho chị em phụ nữ khi chúng ta bị một ai đó đè lên người mà cầm hai tay như này ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy hai cái tay giật thật mạnh về phía trước ha, giật thật mạnh về phía trước. Sau đó cùng lúc đó đầu chúng ta sẽ gập về, gập lên để khi đối phương mà cái mặt đối phương mà có đớt xuống á thì sẽ đớt vào phần trán của chúng ta. Cùng lúc đó chúng ta sẽ hất cái phần mông lên, đẩy đối phương về phía trước ha. Hất lên này, hất lên, sau đó đẩy tay lên thì đối phương phải ngã xuống ha, ngã. Đó, khi chúng ta hất lên thì chúng ta cố gắng xoáy cái tay làm sao mà thoát ra khỏi tay đối phương. Cùng lúc đó chúng ta sẽ mở cái tay ra, chọn con mắt đối phương ha, lấy cái tay này chọn mắt đối phương, đẩy đối phương qua bên ra chọn ha. Một cách tự vệ cho chị em phụ nữ khi chúng ta ra đường mà bị ai đó đe dọa và xách quả chúng ta lên thế này, thì việc đầu tiên chúng ta chỉ việc giơ tay lên và nói lời xin lỗi hoặc là bất cứ một điều gì đó để phân tâm đối phương. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái ước bàn tay đây, buông ra tay, sau đó đánh vào phần sống mũi của đối phương để gây choáng ha. Đánh bam. Bắt đầu đây, bắt đầu đây. Một cách tự vệ cho chị em phụ nữ chúng ta bị nắm tóc và kéo đầu chúng ta xuống, chúng ta đu lên. Thì đầu tiên các bạn sẽ gập một tay lại như thế này, tránh cái chỏi trước, và một tay còn lại chúng ta sẽ che ngang cái phần đầu trán của chúng ta, che ngang này. Sau đây chúng ta sẽ chụp dài để cái cùi chỏ xuống như vậy ha. Và khi đối phương nu lên thì chúng ta sẽ đưa cái cùi chỏ vào phần đùi của đối phương ha, chân này hay chân nào cũng được hết. Chúng ta sẽ chân này chúng ta đưa xuống đây, chân bên kia chúng ta đưa vào đây, thì chúng ta có đẩy xuống này ha, đẩy xuống nhận vào cái phần đầu gối của đối phương. Thì khi mà chúng ta chỏ xuống trúng đầu gối đùi non thì nó chỉ là đau, đối phương theo phản xạ tự nhiên thì khi mà chúng ta giật xuống đó đối phương đau, đối phương sẽ giật ra. Ở khi đối phương giật ra thì chúng ta mới thả cái này ra và móc vào phần hạ bộ của đối phương ha. Nghe chưa? Một cách khống chế cho chị em phụ nữ khi chúng ta bị bạn bè giỡn nắm tóc quá nhây và không chịu buông chúng ta ra thì rất là đơn giản ha. Chúng ta lấy một tay nắm cái tay ghi chặt vào đầu để tránh đau đầu ha. Sau đó lấy một tay chụm lại và chọc thẳng vào phần nách đối phương ha. Một cách tự vệ cho chị em phụ nữ khi chúng ta đi ra đường mà bị ai đó nắm cổ áo và đe dọa như thế này ha. Thì khi đối phương mà nắm cổ áo đe dọa chúng ta thì nếu chúng ta đối phương rất chỉ gần ha, chúng ta chỉ việc lấy cái chân sau này nu thực mạnh vào phần hạ bộ của đối phương ha. Sau khi đối phương cúi xuống này đúng không, thì chúng ta sẽ dùng cái cùi chỏ này đánh từ trên đánh xuống vào phần đầu đối phương ha. Có đâu mà. Một cách tự vệ cho chị em phụ nữ khi mà bị ai đó xiết cổ từ phía sau như thế này, thì đầu tiên khi chúng ta bị xiết cổ chắc chắn chúng ta sẽ rất là ngạt thở. Thì lúc đó chúng ta sẽ lấy hai cái tay này nắm vào tay đối phương. Đối phương chỉ cần choáng người ta là chúng ta sẽ kéo xuống như này ha. Kéo nhẹ xuống, chỉ cần nhẹ xuống một chút thôi là chúng ta lấy cái cằm gập vào cái cổ tay của đối phương như này. Đó. Khi chúng ta gập vào thế này này thì cái cống họng của chúng ta sẽ gập vào trong và khiến chúng ta dễ thở hơn và không bị tắc thở ha. Đó. Cùng lúc đó chúng ta sẽ bước một chân qua một bên. Bước chân qua bên để thở cái phần hạ bộ đối phương ra. Chúng ta sẽ lấy nắm đấm, đấm liên tục vào phần hạ bộ đối phương cho đến khi nào đối phương buông tay ra thì chúng ta nu gối hoặc đá rồi chạy ha. Đó. Khi đối phương đau thì chúng ta sẽ quay lại dùng đầu gối nu vào đầu, sau đó bỏ chạy vào hông cái cứu ha. Một cái tự vệ cho chị em phụ nữ khi chúng ta đi ra đường mà bị ai đó nắm cổ áo đe dọa hoặc là vùng tát chúng ta, thì đầu tiên chúng ta sẽ đưa hai tay về phía trước tránh 45 độ ha, để làm gì, tránh khi đối phương tát thì không bị trúng mặt. Đồng thời lúc đó chúng ta sẽ bước lên một nhịp nhẹ ha, bước lên một nhịp nhẹ chân nào cũng được, và chúng ta sẽ đánh phần cùi chỏ vào phần mặt của đối phương ha, đánh hất mạnh lên từ dưới hất lên ha. À, khi đối phương đang ngước cái mặt đánh thì đối phương sẽ mang cái mặt ra, thì chúng ta sẽ lấy cái chân này nu vào phần hạ bộ thêm một lần nữa ha.